Mến chào quý vị khán giả đã luôn quan tâm và đồng hành cùng với bản tin 24 giờ. Với đội ngũ biên tập viên vô cùng chuyên nghiệp, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị khán giả những thông tin cực kỳ hữu ích để quý vị có những phút giây thực sự thoải mái sau những giờ làm việc đầy căng thẳng. Sau đây là những tin chính có trong chương trình. Thưa quý vị và các bạn, mới đây dân cư mạng ở thành phố Thiên Môn, tỉnh Hồ Bắc tố cáo chính quyền xả nước trong hồ chứa không báo trước, gây ra lũ lụt kinh hoàng tại hơn 14 thị trấn. Nhiều người chất vấn chính quyền Trung Quốc tại sao không coi người dân là người. Từ thứ 6 tuần trước, trên các trang mạng của Trung Quốc không ngừng có dân mạng ở tỉnh Hồ Bắc đưa tin kêu gọi cứu trợ, nhưng các kênh truyền thông của chính quyền lại gần như không đưa tin về vụ xả nước này. Một dân mạng chất vấn tại sao thành phố Thiên Môn của tỉnh Hồ Bắc xả nước mà không thông báo, toàn bộ mười mấy thị trấn đều bị ngập lụt. Một người khác lại cho biết xả nước ở hồ chứa không thông báo, lại còn phong tỏa thông tin, vật tư và nhân viên cứu trợ không có. Ngoài ra còn có rất nhiều chia sẻ khác, như chính phủ không làm gì cả, xả nước không thông báo, mấy trăm nghìn người đang chịu nạn, cần được cứu trợ khẩn cấp. Hôm thứ Sáu, cô Nghiêm, người dân sống ở thị trấn Đà Thị, thành phố Thiên Môn nói với chúng tôi rằng, trên thực tế có đến 80% làng xã bị ngập lụt, có thể có mười mấy thị trấn. Cũng có rất nhiều người chết và mất tích, bởi vì hồ chứa nước của chúng tôi đều đã đầy và tràn ra ngoài. Chính phủ vì để bảo vệ thành phố, sau đó xả nước xuống vùng nông thôn. Ông Đỗ, người dân bị nạn sinh sống ở thành phố Thiên Môn cho hay, trong tình huống người già trẻ con đều bị chết đuối, điều này không được chính quyền công bố ra bên ngoài. Hiện tại tôi biết có 8 trường hợp như vậy, tôi còn có ảnh chụp xả nước của ngày hôm đó, đều họ bị xóa mất rồi. Tất cả mọi người đều nhắc đến xả nước mà không thông báo trước, không nhận được cứu trợ và phong tỏa thông tin, dẫn đến người dân phải chịu tổn thất nặng nề. Tình hình giống hệt như vụ xả nước kinh hoàng ở thành phố Hình Đài của tỉnh Hà Bắc trước đó. Điều đáng nói hơn nữa là phản ứng của chính quyền đối với vụ việc này đều giống nhau một cách lạ thường. Tuy chính quyền luôn phủ nhận, nhưng báo cáo của truyền thông nhà nước trước đó lại có điểm mâu thuẫn. Tân Hoa Xã hôm thứ Năm đưa tin, bởi vì nước sông Hán Thủy tỉnh Hồ Bắc ở vị trí cao, đội phòng chống lũ của tỉnh Thiên Môn chỉ chú ý vào 10 giờ 30 ngày thứ Tư sẽ mở 4 cửa xả nước cùng lúc, và vào hôm thứ Sáu sẽ mở thêm cửa xả nước ở tỉnh Hà Bắc một lần nữa để tăng mạnh độ điều tiết nước. Ông Ly sống ở ngư trường Bạch Hổ, thành phố Thiên Môn, tỉnh Hồ Bắc cho biết, điều tiết nước lũ vào hôm thứ Sáu, thị trưởng đích thân đến hiện trường kêu mở mấy cửa xả, trong lòng tôi nói hỏng thật rồi. Người này chia sẻ, xả nước trong suốt 4 ngày, tôi rất buồn và lo lắng. Chính quyền của thành phố Thiên Môn giải thích lý do là nước từ trên núi bất ngờ đổ xuống, dẫn đến lũ lụt xảy ra trên diện rộng. Trong khi Nhân dân Nhật báo lại cho biết, trận lũ hiếm thấy trong lịch sử đã dẫn đến tình trạng mực nước dâng cao nhanh chóng, nước lũ tràn ra khiến cho gần 700.000 người dân ở thành phố Thiên Môn chịu nạn, khoảng 300.000 người đang bị mắc kẹt. Tuy nhiên, người dân địa phương lại nói rằng nước ngập Thiên Môn vốn không liên quan, không phải là nước dâng lên bởi trời mưa, là nước ngập do nước chứa ở Thanh Sơn tràn xuống đây. Ông Trần sống ở nông trường Tưởng Hồ, thành phố Thiên Môn, chúng tôi là chịu nạn ngay trong ngày đẹp trời, không có ai thông báo chuyện rời đi cả. Thưa quý vị, trước trận ngập lụt nghiêm trọng tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, có người cho rằng đó có bóng dáng của công trình bãi đậu phụ. Vậy trận lũ lụt này thiên tai hay nhân họa? Theo báo cáo của giới truyền thông, mưa to suốt mấy ngày liền gây ra ngập lụt gần như toàn bộ thành phố Vũ Hán, nhiều xe cộ bị ngập trong nước đến một nửa. Người dân phải che dù lội nước đi lại, các trạm xe lửa, tàu điện ngầm đều đã đóng cửa. Ảnh chụp của người dân địa phương cho thấy đường phố toàn nước, bùn ứ đọng màu vàng, trong trạm xe lửa cũng bị ngập úng trầm trọng. Còn lại, trường Đại học Lý Công, Đại học Vũ Hán, Đại học Sư phạm Hoa Trung cũng như nhiều trường học khác đều bị vây trong biển nước. Nhiều trường học đã ra thông báo cho học sinh nghỉ học, hủy các hoạt động ở trường. Theo Cục Khí tượng tỉnh Hồ Bắc, mưa xối xả tập trung ở thành phố Vũ Hán, các khu vực chung quanh, lượng mưa liên tục trong 7 ngày từ cuối tuần trước. Lượng mưa đạt đến 780mm, chiếm 50% lượng mưa bình quân hàng năm của Vũ Hán, vượt quá xa so với mức 538mm của trận lũ lụt tháng 5 năm 1998, phá kỷ lục lịch sử. Cục Phòng chống thiên tai quốc gia Trung Quốc cho hay, trận lũ lụt ảnh hưởng đến khoảng 38 triệu dân, ít nhất 246 người thiệt mạng, 84 người mất tích, gần 120 con sông tại các tỉnh Hồ Bắc, Giang Tây, Hồ Nam, Giang Tô, Quảng Tây, Quý Châu đều có mực nước vượt báo động đỏ. Sau khi thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc bị ngập lụt nghiêm trọng, có người quan sát phát hiện ra ác mộng của công trình bãi đậu phụ mới chỉ bắt đầu. Cụm từ bãi đậu phụ xuất hiện trong một buổi chất vấn lũ lụt năm 1998. Khi đó, ông Chu Dung Cơ, Thủ tướng Quốc vụ Viện lúc bấy giờ đã chỉ trích nghiêm khắc, nói rằng đây là những lý do công trình bãi đậu phụ. Dù cho sau trận lũ kinh hoàng năm 1998, Trung Quốc hàng năm đều tăng khoản tiền đầu tư vào hệ thống công trình thủy lợi, nhưng những công trình đê đập trọng yếu trên sông Trường Giang vẫn đứng trước nguy cơ có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Khoảng thời gian từ năm 1998 đến năm 2003, Trung Quốc đã đầu tư 70,4 tỷ nhân dân tệ, khoảng 250.000 tỷ Việt Nam đồng, và việc gia cố công trình đê đập ở vùng trung và hạ lưu sông Trường Giang bắc qua 4 tỉnh Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây và An Huy. Từ năm 2006 đến năm 2010, Trung Quốc đã đầu tư hơn 700 tỷ nhân dân tệ, khoảng 2,34 triệu tỷ Việt Nam đồng,
và việc xây dựng các sông lớn, các công trình thủy lợi, các nhánh sông Trường Giang, bao gồm các hồ chứa nước, hệ thống dẫn nước tưới tiêu. Từ năm 2011 đến năm 2015, Trung Quốc đã đầu tư hơn 1.800 tỷ nhân dân tệ, khoảng 600 triệu tỷ Việt Nam đồng cho các công trình thủy lợi đó. Ông Ất Chí Danh, người có thâm niên trong giới truyền thông, đã có bài viết chất vấn trên mạng haskaon.cc rằng chỉ tính riêng Hồ Bắc trong việc phòng chống lũ lụt trên sông Trường Giang suốt gần 30 năm qua, số tiền đầu tư vào các công trình thủy lợi đã lên đến gần 150 tỷ nhân dân tệ, khoảng 0,6 triệu tỷ Việt Nam đồng. Như vậy, có bao nhiêu nguồn vốn đầu tư cho công trình thủy lợi bị bỏ vào túi riêng? Kể từ khi ông Tập Cận Bình lên làm chính quyền, có 10 quan chức thủy lợi cấp phòng và cấp cao bị bắt. Ngoài ra, tỉnh Giang Tây còn điều tra ra Bùi Văn Xuân, cục trưởng cục thủy lợi thành phố Cửu Giang dẫn đầu vụ án tham nhũng trong các hệ thống công trình thủy lợi. Tổng cộng có 158 người liên quan đến vụ việc, thu về hơn 7,6 triệu nhân dân tệ, khoảng 250 tỷ Việt Nam đồng. Thưa quý vị, Trung Quốc thời gian gần đây đã trải qua nạn lũ lụt nghiêm trọng, khiến hàng chục triệu người lâm nguy. Theo một câu nói của ông Lý Khắc Cường, nguyên nhân của thảm họa này không phải do ông trời. Mưa lớn liên tục ở nhiều tỉnh thuộc hạ du sông Trường Giang khiến hàng chục triệu người bị chịu nạn. Có phân tích cho rằng mùa mưa chỉ mới bắt đầu mà đã xuất hiện nạn lũ lụt nghiêm trọng. Điều này cho thấy nguyên nhân đằng sau không đơn giản. Theo đó, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã nhấn mạnh nguyên nhân có thể gây ra tình trạng này. Theo thông tin được đưa ra trong thời gian qua cho đến nay, lũ lụt đã gây ra cho tai họa cho hơn 12 triệu 530 nghìn người ở khoảng 83 huyện, 19 tỉnh thành, khiến 95 người thiệt mạng, 36 người mất tích, còn 21.500 ngôi nhà bị hư hại. Diện tích cây nông nghiệp bị thiệt hại vào khoảng 642,63 nghìn ha, tổn thất kinh tế trực tiếp là 8,7 tỷ nhân dân tệ. Chưa hết, theo thông tin mới nhất từ Ban Phòng chống thiên tai quốc gia Trung Quốc, toàn bộ Trung Quốc đã có 1.292 huyện của 26 tỉnh đã phải chịu thiệt hại do trận lũ lụt gây ra. Diện tích cây trồng bị thiệt hại là hơn 3,4 triệu ha, trên 34,8 triệu người chịu thiệt hại. 236 người chết, 84 người mất tích, khoảng hơn 65.000 ngôi nhà bị sụp đổ, thiệt hại kinh tế trực tiếp vào khoảng 58,6 tỷ nhân dân tệ. Trận lũ lụt cường độ mạnh này dường như chưa có xu hướng kết thúc. Ngành khí tượng Trung Quốc cho biết, bởi không khí nóng lạnh, giao hội, nên trong tương lai, khu vực này sẽ còn phải hứng chịu nhiều thêm trận lũ lụt nữa. Theo trang tin đa chiều, trong giai đoạn ban đầu của mùa lũ định kỳ, lượng nước trong đất chưa bão hòa một trận mưa hiếm khi có thể khiến cho hàng chục triệu người phải chịu thiệt hại, hàng trăm người chết và mất tích. Điều này vượt ngoài dự đoán của giới chức nước ngoài. Một tháng trước đó, truyền thông Trung Quốc đưa tin hơn 10 trên 16 thành phố của Trung Quốc, ngay cả Bắc Kinh, Thượng Hải cũng từng xảy ra tình trạng ngập lụt. Hiện tượng lòng biển giữa thành phố trở thành điều quen thuộc. Cống thoát nước, tiếng nói lương tâm của một thành phố một lần nữa đã trở thành tiêu điểm chú ý của giới truyền thông. Trên thực tế, hệ thống thoát nước đô thị chủ yếu dựa vào hai phương tiện, một là năng lực hấp thụ nước tự nhiên, bao gồm lượng nước thấm xuống mặt đất, biển cả, sông hồ, ao đất. Hai là công trình thoát nước đô thị, bao gồm các loại đường dẫn, rãnh thoát nước, trạm bơm. Khi nước lũ ập đến, tốc độ thoát nước nếu như không theo kịp so với lượng nước mưa, nước tập trung ồ ạt thì sẽ rất dễ gây ra tình trạng ngập úng. Thưa quý vị, lũ lụt tại Trung Quốc tiếp tục diễn ra phức tạp không chỉ tại sông Dương Tử mà còn ở những dòng sông lớn khác như sông Hoài Hà, sông lớn thứ tư của Trung Quốc. Trong trận lũ thứ nhất của sông Dương Tử, Trung Quốc đã cho mở cửa đập Tam Hiệp để xả lũ vào hôm thứ Hai. Hiện dòng chảy và hồ chứa đã giảm. Hồ chứa Tam Hiệp ở tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc đã chứng kiến một dòng chảy 50.000 m3 trên giây vào lúc 8 giờ tối Chủ nhật, so với mức cao nhất là 61.000 m3 trên giây xuất hiện lúc 8 giờ sáng thứ Bảy và kéo dài trong 18 giờ. Tại thời điểm đó, mực nước của hồ chứa đạt mức cao kỷ lục 166,18 m trong mùa mưa lũ kể từ khi đập được xây dựng, so với mức cao nhất trước đó là 163,11 m. Theo Ban Quản lý đập Tam Hiệp, đến 2 giờ chiều Chủ nhật, con đập đã tích lũy được 16 tỷ mét khối nước trong mùa lũ chính năm nay. Lũ lụt ở các tỉnh phía Nam của Trung Quốc tiếp tục dự báo trong những ngày tới. Cảnh báo mưa lớn gây ra lũ lụt không chỉ ở lưu vực sông Dương Tử mà còn ở những con sông lớn khác như sông Hoài Hà. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi đóng góp của quý vị và các bạn hãy để lại trong phần bình luận phía bên dưới video hoặc viết thư cho ban biên tập chúng tôi để chúng tôi kịp thời bồi đáp.